Coca TV. Giấc mơ của ông lão tác giả. Ông lão tác giả đã mơ một giấc mơ, và đây là cách ông mơ về giấc mơ đó. Ông đang ngồi thẳng trên giường bệnh của mình với chiếc máy đánh chữ nhỏ trên đùi. Bạn có biết chiếc máy chữ đó không? Nó màu hoàng yến, do một người bạn cũ tên là Himendensen tặng, một chiếc máy xinh xắn nhẹ nhàng phát ra những tiếng lách cách vui tai khi được sử dụng đúng cách. Cô mèo Cleopatra bình thản ngả người bên cạnh ông. Cô ấy đang mơ về bất cứ điều gì mà những cô mèo xiêm cái đã mơ khi chúng được ăn uống no nê, khi chúng được thoải mái và ấm áp. Cô mèo Cleo, nói một cách không lịch sự lắm, là đang ngáy như một chiếc kèn đồng cũ kỹ, nếu như những chiếc kèn biết ngáy. Nhưng tiếng gõ máy chữ lách cách một cách không chuyên nghiệp thật buồn tẻ và đơn điệu. Tiếng ồn ào của xe cộ ngoài đường phố như là tiếng của đàn ông đang đi hút mật ở cánh đồng hoa vào mùa hè. Ông lão tác giả bị đau lưng nặng. Cảm giác như bị que củi gãy đâm vào da thịt, xuyên qua các dây thần kinh. Ông không thể di chuyển vì ông bị liệt, bạn biết đấy, tức là không sử dụng đôi chân. Và, dẫu sao, nếu ông di chuyển, có nghĩa là sẽ làm phiền giấc mơ đẹp của cô Cleopatra. Và một chú mèo nhỏ xinh xắn như cô Cleo luôn có những giấc mơ ngọt ngào và không nên phá đám những giấc mơ này. Nhưng rốt cuộc, sự đau đớn này trở nên quá sức và tiếng gõ máy chữ đã chậm lại. Cuối cùng với một giọng pha chút cộc cằn, ông lão tác giả nói, cái máy chữ này, tránh ra chỗ khác, ta chán nhìn thấy ngươi rồi. Nói xong, ông đặt nó lên trên bàn cạnh giường. Xê người lùi lại phía sau hết sức, ông nhắm mắt. Và theo như báo cáo mới nhất từ hai người vốn yêu quý ông cũng ngáy, tiếng ngáy khò khè, đều đều, ông nghe nói vậy. Nhưng, dẫu sao thì ông đã ngáy, và như vậy nghĩa là ông đã ngủ. Rất nhiều hình ảnh đã xuất hiện trước mắt ông trong giấc mơ. Ông đã mơ rằng mình đang bay lơ lửng trên những con phố và ông đã biết rằng mình đang ở thể vía, nhưng ông đã nghĩ, ôi Chúa ơi! Hy vọng là tôi có đang mặc đồ ngủ, bởi vì rất nhiều người khi di chuyển trong thể vía quên rằng theo phép lịch sự, ít nhất cũng phải có chút vải để che một vài phần nhạy cảm trên cơ thể. Ông đang bay và rồi đột ngột dừng lại. Có một chiếc xe ô tô hai chỗ đang chạy đến và câu nói của người xưa chạy bạc mạng là chính xác cho trường hợp này. Đó là một chiếc ô tô hai chỗ mui trần, một trong những chiếc xe tốc độ của Anh giống như là Austin Healey hoặc Trigun hoặc một kiểu tương tự. Và nó khá là hung hăng trên đường. Và người lái xe, một phụ nữ trẻ, không hề chú ý quan sát, mái tóc dài của cô tung bay ra phía sau. Và cô thường xuyên phải vuốt tóc trên trán để không bị vướng mắc. Và đúng lúc tay phải của cô đưa lên để hất tóc, một chiếc xe tải hạng nặng xuất hiện từ nút giao và khựng lại trên phần đường của cô. Có một cú va chạm khủng khiếp và âm thanh vỡ ra của kim loại, thực tế rất giống như khi bạn đập một hộp diêm trong tay. Chiếc xe tải bị đẩy đi vài feet trên phố. Một người ra khỏi ghế lái, đổ gập người xuống phố và bị sốc nặng. Ông ấy xanh mặt vì sợ, nếu bạn biết sợ xanh mặt là như thế nào. Nếu bạn không biết màu đó ra sao thì ông ấy trông như bị say tàu biển hoặc say máy bay, hoặc trong trường hợp này là say ô tô. Xung quanh những người chứng kiến mắt nhìn không rời còn miệng thì há hốc. Những người tọc mạch cũng ló ra từ các ô cửa sổ. Và những cậu bé chạy quanh các góc phố kêu gọi bạn bè đến xem tai nạn đặc biệt này. Một người đàn ông vội vã gọi điện cho cảnh sát, và ngay lập tức có tiếng lạo xạo nói rằng xe cảnh sát và xe cứu thương đang đến để thu thập những phần còn sót lại, và vẫn còn vài phần sót lại thật. Đầu tiên là xe cảnh sát phanh kích lại, sau đó là xe cứu thương chạy đến. Hai cảnh sát nhảy ra khỏi xe, và hai người trên xe cứu thương cũng nhảy ra khỏi xe của họ. Họ cùng tiến đến chỗ hai chiếc xe bị nạn. Mọi người chen lấn, xô đẩy và gào thét. Một cảnh sát quay lại xe của mình và lấy bộ đàm ra, xin hỗ trợ một chiếc xe cẩu. Anh ta quát to đến nỗi mà có lẽ không cần phải dùng đến sóng radio bởi dường như bất kỳ ai trong thành phố cũng có thể nghe thấy. Chẳng mấy chốc ánh đèn chói sáng xuất hiện ở phía cuối phố, một chiếc xe cẩu ầm ầm tiến từ phía ngược lại vào làn đường một chiều. Nhưng việc đó là được phép trong những trường hợp khẩn cấp. Xe cẩu nhẹ nhàng quay đầu và lùi vào đống sắt vụn. Nhanh chóng chiếc xe nhỏ, không biết của hãng nào, Austin Healey, Trigun, hay một loại xe nào đấy, được kéo ra vài feet. Khi nó dừng lại, thi thể người phụ nữ trẻ rơi xuống đường.
Trông cô vẫn còn biểu hiện sự run rẩy trong những giây phút cuối cùng của đời mình. Ông lão tác giả bay bên trên tạo ra âm thanh ở trung giới, nó có thể được diễn tả như thế này, Tersker. Tersker. Khi đó ông nhìn lại một lần nữa bởi phía trên thi thể của người phụ nữ trẻ, một đám mây đang hình thành. Và sau đó, sợi chỉ bạc liên kết giữa thể vía và thể xác dần mỏng hơn và đứt ra, lão tác giả nhìn thấy đó chính là bản sao của thân thể cô gái trẻ. Ông chuyển động theo cô và hét lên, này cô quên quần chẽn của mình rồi. Nhưng rồi ông nhớ rằng các cô gái trẻ ngày nay hình như không còn mặc quần chẽn nữa, họ mặc quần lót, quần tất hoặc đại loại như vậy, và ông thấy rằng không nên chạy theo một cô gái trẻ để bảo với cô là cô đã mất quần lót, áo lót và tất cả những thứ đó. Và ông nhớ rằng mình đang bị liệt và trong lúc quá háo hức, ông đã quên rằng mình không bị liệt khi ở thể vía. Vậy là cô gái trẻ đã bay lên các tầng trên. Dưới kia, ở hiện trường vụ tai nạn, những người đàn ông đang co kéo và thu dọn những thứ như là vài hộp tương cà hay mứt dâu tây. Xe cứu hỏa chạy đến và họ lắp các thiết bị vào để rửa đường, rửa sạch các vết máu và các vết dầu trên chiếc xe tải mang tên lục địa Bắc Mỹ. Được một thùng nữa, và vẫn còn thùng nữa, ông lão tác giả thấy mệt khi xem công việc này. Những chiếc xe thùng đang quay lại để thu gom các thùng chứa. Thôi, ông nhìn lên phía trên và vừa đúng lúc phần dưới của cô gái bị đám mây che khuất. Ông liền đi theo. Ông nghĩ đây là một cách rất hay để tiêu phí chút thời gian trong một buổi chiều hè nóng nực. Vậy là nhờ có nhiều kinh nghiệm di chuyển trong thể vía, ông bay lên cao mãi cho tới khi ông vượt qua, xin lỗi, không định chơi chữ, người phụ nữ trẻ và đến, đó, trước cô. Cô ấy đã chết về thể xác nhưng vẫn sống ở thế giới bên kia, và ông lão tác giả luôn thấy thú vị khi có người mới gia nhập Ngọc Môn. Thế là ông tiến vào vương quốc mà một số người gọi là thế giới bên kia và những người khác thì lại gọi là nơi chuộc tội, nhưng trên thực tế người ta chỉ nên gọi nó là trạm tiếp đón. Ông đứng bên đường, và đột nhiên người phụ nữ trẻ xuất hiện đứng ở chính giữa đường, cô bay vọt lên vài feet và sau đó hạ xuống mặt đất. Một người đàn ông từ đâu đó xuất hiện và gọi cô, người mới à. Cô gái trẻ nhìn người đàn ông này một cách khinh thường và quay đầu đi. Sau đó người đàn ông gọi với, này cô, quần áo của cô bị sao thế? Cô gái trẻ hoảng hốt nhìn xuống cơ thể mình và người cô chuyển sang màu hồng quyến rũ. Đó là sự thẹn thùng dễ thương, lan tỏa khắp người, từ trước đến sau, từ trên xuống dưới và cả hai bên. Cô nhìn người đàn ông và sau đó nhìn ông lão tác giả. Vâng, ông cũng là một người đàn ông. Và rồi cô bỏ chạy, bàn chân cô nện xuống con đường bằng phẳng. Cô vội vã chạy đi và đến một ngã ba đường. Cô dừng lại một lát rồi lẩm bẩm tự nhủ, không, mình sẽ không rẽ phải vì bên phải là bên bảo thủ, mình sẽ chọn bên trái, và mình sẽ gặp các nhà hoạt động xã hội. Và thế là cô chạy nhanh về bên trái. Cô không biết rằng cả hai ngã rẽ đều sẽ dẫn đến một nơi như trong bài hái cổ ở vùng cao nguyên Scotland, bạn chọn đường trên, tôi chọn đường dưới và tôi sẽ tới Scotland trước bạn. Vậy nên cả hai đường chỉ là một thử nghiệm để cho thiên thần ghi chép, ông ta thích được gọi như vậy, sẽ có ý tưởng nào đó về người mà mình sắp gặp. Cô gái trẻ đi chậm lại dần, và chậm dần như đang đi bộ. Ông lão tác giả vốn rất khéo léo khi đi ở thể vía, chỉ bay phía sau cô. Ông đang thưởng thức mọi cảnh vật. Thế rồi cô gái dừng lại. Trước mặt cô là vài chiếc cổng mờ ảo, hoặc hình như đối với cô đó là cổng bởi vì cô đã có niềm tin từ trước vào thiên đường và địa ngục, vào ngọc môn, v.v. Cô dừng lại và một thiên thần lớn tuổi bước ra, mở cửa và nói, cô có muốn vào không, thưa cô. Cô nhìn ông ta và cầu nhau, đừng gọi tôi là cô, hãy gọi tôi là bà, và đừng quên điều đó. Thiên thần lớn tuổi dễ tính mỉm cười và nói, ồ, vậy bà là một trong số họ à? Tôi nghĩ bà là cô bởi vì bà đang không có quần áo, bà biết đấy. Cô gái lại nhìn xuống và một lần nữa xấu hổ, còn thiên thần già cười tủm tỉm sau bộ râu của mình và nói, bây giờ, cô không phải ngại tôi, cô gái trẻ à, hoặc là nửa cô nửa cậu, vì tôi đã nhìn thấy tất cả rồi, phía sau, phía trước, và mọi thứ khác nữa. Cô vào đi. Thiên thần ghi chép đang chờ cô. Ông mở cửa thêm một chút và cô đi vào, và sau đó ông đóng cửa sau lưng cô nghe cái rầm, không cần thiết phải đóng mạnh như thế,
Ông lão tác giả nghĩ khi ông bay ở bên trên cánh cổng. Nhưng cô biết đó là thiên thần lớn tuổi bởi ông đang mặc một áo choàng đẹp, cánh của ông được gắn ở sau vai và đôi cánh vỗ vỗ mỗi khi ông bước đi. Nhưng dù sao, thiên thần lớn tuổi dẫn cô theo một lối nhỏ, mở cửa và nói, cô vào trong đó, đi thẳng dọc theo hành lang và cô sẽ thấy thiên thần ghi chép đang ngồi ở sảnh ở phía xa. Bây giờ cô nên cư xử tử tế với ông ấy, đừng quá khinh người và quá cứng nhắc về cô hay bà, nếu không ông ấy sẽ đưa cô xuống âm phủ đấy, và quyết định của ông ấy là không thay đổi được đâu. Ông ấy quay đi và suýt chút nữa thì đâm sầm vào ông lão tác giả, người cất tiếng, xin chào, người của công chúng, vậy là ngài vừa có thêm một thành viên nữa ở đây nhỉ? Chúng ta cùng vào bên trong và xem có gì thú vị không nhé? Người gác cổng nói, vâng, sáng nay công việc hơi nhàm chán, có nhiều người đáng ra phải đến đây và tôi khá mệt để đưa họ vào. Tôi sẽ đi vào cùng ông để xem có gì vui. Những người khác có thể chờ một chút. Thiên thần gác cửa tử và ông lão tác giả tay trong tay cùng nhau đi dọc hành lang, vào trong sảnh lớn ở cuối đường. Họ cùng nhau ngồi xuống những chiếc ghế bằng chất liệu cõi trung giới khi quan sát người phụ nữ trẻ đang lo lắng tiến về phía thiên thần ghi chép. Thiên thần ghi chép là một người đàn ông mập và lùn, cánh của ông không phù hợp cho lắm vì chúng va chạm vào nhau kêu khá to khi ông nói chuyện, nó rất giống như một bà già nghiến răng ken két khi nói, đến nỗi răng sắp rơi ra. Vâng, thiên thần ghi chép là như vậy, cứ mỗi lần ông ấy di chuyển, cánh của ông lại giật giật và còn tệ hơn là làm cho đầu cánh gần như che mờ ánh hào quang của ông. Người phụ nữ trẻ ngạc nhiên nhận thấy vầng hào quang thực chất được tạo ra bởi các dải băng. Cô hít một hơi thật sâu, mọi thứ ở đây rất kỳ lạ, cô nghĩ, nhưng đúng lúc đó thiên thần ghi chép nhìn vào mặt cô, ông đã quan sát mọi thứ từ trước và ông ấy hỏi, ngày chết? Nơi chết? Mẹ cô chết ở đâu? Và bây giờ bố cô đang ở đâu? Thiên đường hay địa ngục? Người phụ nữ trẻ khụt khịt mũi. Cô trở nên bối rối đến sợ hãi với tất cả những điều này, với cách mọi người nhìn cô, và hơn nữa một số phấn hoa trong vườn địa đàng đang làm nhục mũi cô. Đột nhiên, cô hắt hơi rất mạnh, gần như thổi bay hào quang của thiên thần ghi chép. Ồ, xin lỗi, cô ngượng nghịu nói, tôi luôn bị hắt hơi như thế khi tôi ngửi phải mùi lạ. Thiên thần gác cửa tử cười khúc khích và nói, ồ đúng vậy, ông biết đấy, ông ta chỉ ngón tay cái về phía thiên thần ghi chép, ông ấy khá là hôi. Chúng tôi đã gặp nhiều người đã phải hắt hơi khi họ ngửi thấy mùi của ông ấy. Thiên thần ghi chép nhìn đống giấy tờ trước mặt mình và lẩm bẩm, ồ phải rồi, ngày chết, ngày này, ngày kia. Chà, chúng tôi không muốn điều đó, tôi đã phải hỏi những câu hỏi này nhưng giá cô gái trẻ này cung cấp thông tin thì tôi đã chả phải dành nốt thời gian còn lại trong ngày để điền vào cái đóng phiếu có băng đỏ này, anh biết đấy. Bỗng nhiên, ông nhìn vào mặt người phụ nữ trẻ một lần nữa và nói cho tôi biết, cô có mang theo đầu mẫu thuốc lá nào không? Tôi có thể dùng một điếu và thật là lạ là khi mọi người lên đây lần đầu, họ luôn quẳng đầu thuốc lá đi. Mang chúng lên đây còn tốt hơn nhiều vứt chúng xuống đường bởi vì chúng còn quá nhiều khói, trước khi tàn. Cô gái trẻ càng ngạc nhiên hơn và lắc đầu cho thấy cô không có điếu thuốc nào hoặc không có gì có thể hút được. Thế nên, thiên thần ghi chép cầu nhàu và hỏi, cô chết ở đâu? Cô đã có người khâm liệm tử tế chưa? Ông tìm kiếm trong đống giấy tờ của mình và lấy ra một chiếc danh thiếp có nội dung là tôi, biết xem, công ty không giới hạn Guriman. Chuyên khâm liệm. Hỏa táng tiện lợi. Đó, ông ta nói, đó là nơi cô cần đến. Chúng tôi có rất nhiều khách hàng từ công ty đó và chúng tôi luôn biết họ được chăm sóc tốt như thế nào dựa trên các vết sẹo của họ. Cô gái trẻ đứng đó, rồi cuối cùng, cô nhìn xuống và hét to giận dữ, nhìn kìa. Ông đề tên tôi trong cái phiếu đó là cô. Tôi không phải là cô, tôi là bà. Tôi yêu cầu ông phải sửa ngay, tôi không muốn chịu sự phân biệt đối xử này. Cô ấy rất tức tối và toàn thân chuyển sang màu đỏ. Rất dễ nhận ra cô ấy chuyển sang màu đỏ ở đâu bởi cô không mặc quần áo, vậy nên toàn thân cô chuyển sang màu đỏ và cô ấy dậm chân tức giận. Thiên thần ghi chép dịu giọng nói, thôi, thôi, bình tĩnh đi nào. Cô có biết cô đang ở đâu không? Ông ta biểu môi và dài giọng nói, vâng, cô, ở đây chúng tôi không gọi bằng bà, cô đã quyết định cô sẽ đi đâu chưa?
Bởi vì bất kỳ người phụ nữ tự do nào hoặc người của truyền thông sẽ bị từ chối trải nghiệm ở thiên đường. Thay vào đó họ sẽ xuống địa ngục. Vậy nên cô sẽ đến đó. Cô gái à, hãy nhấc chân lên và hãy cho nó vận động đi. Cô nên đi xuống. Tôi sẽ gọi cho ông Nick già bây giờ và báo là cô đang trên đường xuống. Nhờ cô chuyển lời hỏi thăm chân tình của cá nhân tôi tới ông ấy, bởi chúng tôi đang cá nhau xem ai có thể lấy được nhiều người hơn từ bên kia. Chắc chắn lần này ông ấy đã thắng một cách xứng đáng và công bằng vì cô là người rất khảng khái. Ông ta quay đi và đến chỗ sọc rác. Thế rồi ông ta vò phiếu của cô ném vào đó, cẩn thận xếp gọn lại bàn làm việc và lấy ra một tệp giấy mới. Cô gái trẻ nhìn xung quanh vẻ do dự và quay sang ông lão tác giả nói: họ có phải là người vô dụng nhất ở đây không? Sao lại có quá nhiều phân biệt đối xử đến như vậy? Tôi chắc chắn sẽ khiếu nại khi gặp bề trên, nhưng từ đây làm thế nào để tôi xuống địa ngục được? Ông lão tác giả nhìn cô và nghĩ thật là tiếc vì cô phải xuống địa ngục. Ở đó chắc họ sẽ trách mắng cô vì sự khó tính và thái độ kênh kiệu của cô. Nhưng rồi ông nói, không quan trọng cô đi bằng cách nào, tất cả các con đường đều dẫn đến địa ngục, cô biết đấy, trừ một con đường và đó là con đường cô đã bỏ qua. Vậy nên cứ đi theo con đường đó, cô sẽ thấy cô đang xuống rất nhanh. Cô gái trẻ khịt mũi và nói, được rồi. Ông có định mở cửa cho tôi không? Ông tự cho mình là một quý ông à? Lão tác giả và người gác cổng ngạc nhiên nhìn cô, rồi người gác cổng nói, nhưng cô là một trong những người đã được tự do, nếu chúng tôi mở cổng cho cô sẽ nói là chúng tôi không tôn trọng cô và không cho cô quyền tự do của mình, một trong những quyền đó là cô có thể tự mở cánh cửa đáng nguyền rủa này. Người gác cổng quay ra xì mũi và vội vàng làm nhiệm vụ của mình ở cổng ra vào, bởi có ai đó đang cố gắng vào và đang gõ rầm rầm vào các chấn song cửa. Đi theo tôi nào, cô gái, ông lão tác giả nói, tôi sẽ chỉ đường cho cô. Tôi có một vài người bạn ở dưới đó, và tất nhiên, con số kẻ thù thì còn nhiều hơn. Nhưng hãy cẩn thận khi cô xuống đó, bởi khoảng 50% người ở đó là những người làm truyền thông trước đây và họ không nổi tiếng lắm đâu. Đi thôi nào. Họ cùng nhau đi xuống một con đường và con đường này như dài bất tận đối với cô gái trẻ. Người đột nhiên quay sang ông lão tác giả và hỏi, ở đây họ không có hệ thống tàu cao tốc à? Ồ không, không, ông lão tác giả nói. Cô không cần hệ thống tàu nhanh ở đây, bởi mọi người đang đến địa ngục bằng cách nhanh nhất có thể. Cô chỉ cần nhìn xuống những con người đang ở dưới trái đất bây giờ mà xem. Ông huýt nhẹ bảo cô nhìn về phía cạnh của con đường, và ở đó, trước sự ngạc nhiên của cô thấy cô đang nhìn xuống mọi người ở dưới mặt đất. Lão tác giả nói tiếp, hãy nhìn người đàn ông kia đang ngồi sau chiếc bàn làm việc to đùng của mình. Tôi dám chắc ông ta là một biên tập viên của một nhà xuất bản, hoặc đại loại như vậy. Hoặc có thể là, ông ngừng lại một chút và vuốt trâu mình trước khi tiếp tục, phải, tôi biết chính xác đó là ai rồi, ông phấn khích nói, người ngồi dưới đó là một đại lý phát hành sách. Khi xuống đến âm phủ, cô có thể đổ một xẻng đầy than nóng lên người ông ta. Nó sẽ tiếp thêm lửa cho ông ấy. Họ rẽ sang một khúc cua và trước mặt họ bây giờ là cổng địa ngục đang rực đỏ màu của máu và của những tia lửa bắn ra trong khung cảnh âm u. Khi cả hai xuống đến con đường tiến đến cổng địa ngục, cô gái trẻ nhìn thấy một con quỷ nóng đỏ cầm trong tay cây đinh ba và đôi găng tay Amian. Nhanh chóng đeo găng tay vào, nó với lấy tay nắm của cánh cửa và xoay chúng lại, nó hút thuốc và thổi ra những tia lửa. Lại đây nào cô gái, nó nói với cô gái trẻ, chúng tôi đang đợi cô đấy. Hãy lại đây và cùng tham gia vào buổi tiệc nhé. Chúng tôi biết phải đối xử với một người phụ nữ trẻ như cô như thế nào, chúng tôi sẽ sớm chỉ cho cô thấy, cô không chỉ là một cô gái khảng khái, mạnh mẽ, mà còn là một phụ nữ nữa. Chúng tôi sẽ dạy cho cô biết rằng cô còn là một biểu tượng của sự quyến rũ nữa, được chứ? Nó quay lại và đẩy cô gái trẻ ra trước mặt mình, nhẹ nhàng đặt ngành cây đinh ba ra phía sau cô. Cô gái nhảy vọt lên không trung với tiếng thét ghê rợn, bàn chân đạp đạp vùng vẫy trước khi chạm xuống đất. Con quỷ canh gác cổng quay sang ông lão tác giả và nói, không, không, ông bạn già, ông không thể vào đây được, ông đã trải qua địa ngục trần gian rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ trừng phạt một số kẻ đã hành hạ và nhạo báng ông. Ông hãy trở về và quậy cho nó tung lên, chúng tôi muốn có thêm nạn nhân ở đây để xúc than và dọn sỉ mang đi. Hãy đi đi, biến.
Vậy là cô gái trẻ biến mất khỏi giấc mơ của ông lão tác giả. Cô cũng không xuất hiện ở các trang sách của chúng ta nữa, ta chỉ có thể phỏng đoán, có thể theo cách thô thiển hay lạc quan, về số phận của cô gái trẻ với đường cong tuyệt hảo bị đẩy xuống nơi phán xử là một nơi có bầu không khí địa ngục điển hình ấy, mặc dù chính cô cũng thừa nhận cô không đủ tốt để có thể tận hưởng bầu không khí nơi thiên đường. Vậy là ông lão tác giả lại lang thang trên đường, quan sát những cảnh tượng và lắng tai nghe những âm thanh đã tạo nên cuộc sống nơi địa ngục của thế giới bên kia. Khi chăm chú nhìn quanh, ông thấy phía sau là khung cảnh của địa ngục. Những quả cầu lửa lớn bắn phục lên bầu trời trông như những màn bắn pháo hoa vậy. Sau đó là những cơn mưa pháo sáng phục lên và rơi xuống theo đường cong parabol. Khó chịu nhất là thường xuyên kèm theo những tiếng kêu gào, la hét, trong khung cảnh nhuốm màu hung đỏ. Ông lão tác giả quay đi và khi ông vừa làm vậy thì có tiếng lạch cạch của cánh cửa nóng đỏ đang mở ra và những tiếng la hét, ông lão tác giả. Ông lão tác giả. Một đám quái quỷ, đáng tiếc đó không phải là đám người trên thiên đàng, đang tràn ra ngoài cánh cổng đang mở và vừa lao lên con dốc vừa hét, ông lão tác giả. Ông lão tác giả. Ông lão thở dài, đủ mạnh để làm bật các mũi chỉ trên quần nếu ông có mặc quần và quay trở lại. Về điểm này, do có các độc giả là nữ, nên cần phải nói rõ là mặc dù ông không mặc quần nhưng ông đã có mặc áo choàng dài, để các quý cô có thể tiếp tục đọc cuốn sách này. Có rất nhiều tiếng la hét, vẫy tay mời gọi khi ông lão tác giả đi xuống dưới đồi một lần nữa và ngồi trên chiếc ghế, nhưng ông vội bật dậy vì nóng. Từ phía cổng, một người đàn ông rất lực lưỡng với đôi sừng bóng loáng xuất hiện. Hắn có một cái đuôi với cái ngạnh ở phần cuối, trên đuôi còn đeo một cái nơ màu xanh lam rất hấp dẫn. Màu xanh lam ấy tương phản với màu đỏ bao trùm cả khu vực đó. Hắn bước ra chào ông lão tác giả và nói, ở nơi này, ta có thể hợp tác với ông biết đấy, ta có thể làm cùng với ông ở nơi địa ngục này và chắc chắn ta sẽ giới thiệu cho ông một công việc rất tốt. Ông nghĩ sao, hả? Ông lão tác giả nhìn quanh rồi trả lời, tôi không biết nữa, ông biết đấy, nơi này đúng là một bãi rác. Chú quỷ Satan trông thậm chí còn hung dữ hơn, hắn đang xỉa răng bằng mảnh vỡ từ chiếc quan tài nào đó mà hắn gặp trên đường đi. Khi hắn xỉa răng, mảnh gỗ bốc cháy và bắn ra những tia lửa khi những miếng gỗ mục đang cháy. Một số tia lửa bắn về phía ông lão tác giả khiến ông vội vàng né tránh. Quỷ Satan nói, ông già, ông viết rất nhiều về địa ngục, đó là cái ta muốn. Ta thực sự có thể hợp tác với ông, và có rất nhiều thông tin cung cấp cho ông biết đấy. Ông muốn gì nào, phụ nữ, hay những cô nàng búp bê, hay ông muốn gọi họ là gì cũng được. Hay những cậu bé. Không, đừng có nôn ra ở đây, làm thế sẽ khiến bốc mùi kinh khủng với cánh báo chí đó. Hay ông muốn một thứ gì khác? Phải, ông lão tác giả cảm thấy buồn nôn khi nghĩ đến lời mời về những cậu bé, nhưng khi lão nghĩ đến phụ nữ hay những cô nàng búp bê, hay hơn thế nữa, có vẻ cũng chẳng hấp dẫn cho lắm. Suy cho cùng thì, mọi người đều biết, phụ nữ có thể gây ra những rắc rối gì rồi. Ta nói cho ông biết, con quỷ nói với ánh mắt lấp lánh, ta biết ông muốn gì. Ông nghĩ sao nếu ông nhận cả đám đàn bà tự do, sau đó ông có thể dạy cho họ thấy rằng sự tự do này thực sự là một điều ngu ngốc. Được, ta có thể cho ông bao nhiêu cũng được, một số người trong đám này cũng tệ lắm đó. Chỉ cần nói với ta một lời và ông sẽ có được thứ ông muốn. Ông lão tác giả cau có nói, không, tôi không muốn bất kỳ một người đàn bà tự do nào hết. Hãy đưa bọn họ đi càng xa càng tốt, tránh xa con đường của tôi. Con quỷ cười lớn, mắt nó ánh lên sự quỷ quái khi nó hét lên, ta biết, ta biết. Vậy vài đứa làm truyền thông nhé, có thể ông sẽ có những thời khắc thực sự địa ngục với họ đấy. Ông có thể để họ viết những từ nóng, nhạy cảm rồi sau đó bắt họ phải ăn chúng. Ừ, điều đó có thể khiến ông thích thú đấy, hãy tận hưởng điều đó với đám truyền thông, chúng cũng tận hưởng điều đó cùng ông. Ông nghĩ sao, ông già? Lão tác giả lại lắc đầu. Không, không, tôi không muốn có bất kỳ cái gì liên quan đến lũ tiểu nhân đó. Tôi coi những kẻ làm truyền thông đó chắc chắn là xấu xa, và bọn họ nên làm người hầu, hay tay sai của ông, hay bất kể là gì theo cách gọi của ông. Đừng để họ lại gần tôi không thích họ.
Tôi thậm chí còn muốn chất thêm củi dưới vạc dầu đang đun sôi họ kia hoặc ủng hộ bất cứ việc gì mà ông đang làm với họ. Con quỷ ngồi xuống chỗ khác, hơi nước bốc lên xèo xèo từ mông của nó. Nó ngồi vắt chân lên nhau, cái đuôi ngoe ngoảy ra chiều suy nghĩ. Đột nhiên nó bật dậy, hét lên với vẻ đắc thắng, ta biết rồi, nó nói to, vậy một chiếc thuyền đẹp thì sao nhỉ, vì ông vẫn luôn thích có một con thuyền có mái chèo, ông nghĩ sao nếu ông có một chiếc thuyền cho riêng mình. Ông có thể có một bầy quỷ láo nháo chèo thuyền cho, tận hưởng thời gian đi dạo quanh các hồ nước nóng hay đâu đó. Ông có thể dạo chơi nơi biển đỏ, nó có màu đỏ của máu người, ông biết đấy, ông sẽ thích vì máu nóng có vị rất ngon. Ông lão tác giả khinh khỉnh nhìn xuống và nói, này quỷ, có vẻ ông không hiểu biết nhiều lắm nhỉ. Ông không nhận ra rằng nếu tôi có một con thuyền ấy thì tôi sẽ bị bỏng à vì biển đỏ đầy máu người đang sôi, không phải là rất nóng sao? Con quỷ cười lớn và nói, ông đang làm quá lên rồi đấy, hay là mọi chuyện nên được làm quá lên như thế nhỉ? Dẫu sao thì, sức mạnh cơ bắp của ông đâu rồi? Tất nhiên xuống dưới này sức chịu đựng phải được tôi luyện tốt. Nhưng dù sao thì sức chịu đựng của ông bây giờ thế nào? Chẳng phải ông đã ở trong vạc nước nóng suốt cả cuộc đời mình đó sao? Tôi thiết nghĩ đáng lẽ bây giờ ông đã phải quen với điều đó rồi chứ? Lão tác giả dùng chân ngoệt ngoạc trên cát nóng, vẽ một số biểu tượng, còn con quỷ thì nhìn xuống rồi nó rú lên đau đớn khi phát hiện ra các biểu tượng tôn giáo khác nhau như bánh xe cuộc đời của người Tây Tạng, vờ vờ. Nó hét lên đau đớn, nhảy tưng tưng, và vô tình một chân của nó chạm vào một biểu tượng kia, nó vọt lên không trung với một tiếng rú rồi biến mất sau cánh cửa nóng đỏ. Hình ảnh cuối cùng của nó là đang bay về hướng biển đỏ đầy máu người. Ông lão tác giả ngạc nhiên đến nỗi ông lại ngồi xuống chiếc ghế dài đó một lần nữa, và bật dậy còn nhanh hơn cả con quỷ, bởi vì chiếc ghế quá nóng, và bây giờ nó còn nóng hơn sau khi con quỷ kia ngồi vào. Nhưng rồi ông phủi chiếc áo choàng đang âm ỉ cháy của mình và quyết định ra khỏi nơi này, địa ngục không phải là nơi dành cho ông. Thế là một lần nữa ông lại leo lên từ dưới địa ngục. Lần này ông di chuyển nhanh hơn trước. Lên đến đỉnh đồi, ông gặp người gác cổng địa ngục, anh ta niềm nở chào ông và nói, chào ông bạn, tôi không nhìn thấy nhiều người đến bằng lối này đâu, họ thường đi bằng đường kia kìa. Ông chắc hẳn là quá xuất sắc để được vào đó. Sau đó anh ta nhìn ông lão tác giả và nói, ồ, ông bạn, tôi nhận ra ông rồi. Ông chắc chắn là con mèo nào đó, ông đã viết những cuốn sách của Rampa đúng không? Ồ, ông không phải là bạn của chúng tôi rồi, ông đã ngăn cản nhiều linh hồn xấu đến với chúng tôi. Ông hãy cứ đi theo con đường của ông đi, chúng tôi không muốn trao đổi qua lại gì với ông hết. Đi đi. Và rồi trước khi ông lão tác giả có thể đi tiếp, người gác cổng liền gọi ông lại và nói, đợi một chút, tôi có cái này muốn cho ông xem. Rồi anh ta chỉ vào một thiết bị lạ ở bên cạnh và nói, nào, bây giờ hãy nhìn vào đây, ông sẽ thấy một bức tranh đẹp về địa ngục. Rất thú vị đấy. Ông sẽ thấy tất cả các loại nhà ngục. Chúng tôi nhốt những nhà xuất bản vào trong nhà ngục này, những đại lý ở một nhà ngục khác, những người làm truyền thông lại ở một nhà ngục khác nữa. Và phía bên trái kia, chúng tôi có nhà ngục cho những nhà hoạt động cho tự do. Kế đó, chúng tôi có một nhà ngục đặc biệt cho cựu sinh viên trường Eton, và ông biết đấy, họ không thân thiện chút nào, không hề. Nhưng ông hãy lại đây mà xem. Ông lão tác giả cẩn trọng tiến lại gần nhưng nhanh chóng đổi ý vì hơi quá nóng bốc ra từ ống kính. Không nói một lời nào, ông quay người và lại tiếp tục con đường leo lên đồi. Trên đỉnh đồi, ông lại nhìn thấy cổng Ngọc Môn. Người gác cổng Ngọc Môn đang ra ngoài để đóng và khóa cổng vào ban đêm. Anh ta vẫy tay và nói, này, ông bạn, ông có thích địa ngục dưới đó không? Ông lão tác giả giơ tay vẫy và hét lên đáp lời, không, bầu không khí ở dưới đó ma quỷ lắm. Người gác Ngọc Môn nói, tệ hơn không khí nơi thiên đàng này nhiều, chúng tôi luôn phải nhắc nhở mình về lời nói và cách cư xử. Chúng tôi không được nói những lời xấu xa, nếu làm thế, chúng tôi sẽ phải xuống dưới đó, dán lưỡi mình trên những cái đĩa nóng bỏng. Nếu tôi là ông, tôi sẽ quay về và viết một cuốn sách khác. Và đó là những gì mà ông lão tác giả đã làm. Ông tiếp tục di chuyển, tự hỏi mình nên tiếp tục quan sát cái gì, đài phun ngọc trai hay vỉa hè vàng đây?
Nhưng khi còn đang mải suy nghĩ, ông nghe thấy một tiếng động lớn choang vang lên ở đâu đó. Nó có vẻ là tiếng đồ thủy tinh va vào nhau. Rồi đột nhiên ông cảm thấy đau. Ông vội vàng quay về với nhận thức và nghe thấy giọng nói: "Nào, nào, đến giờ phải tiêm rồi." Ông nhìn lên và thấy một cây kim tiêm vừa to vừa xấu xí đang chọc vào mông mình. Giọng nói đó tiếp tục: "Sao, ông lại đang viết về thế giới bên kia đấy à?" "Không," ông lão tác giả đáp, "tôi đang viết phần cuối của cuốn sách này, và đây là những dòng cuối cùng rồi." Hết. Dịch giả, Trung tâm VMC. Biên tập ebook, daohoc.com.